Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Các bác lưu ý này, shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới hôm nay, xin giới thiệu với các bác đó là đôi giày ngụy trang, giày đi rừng phiên bản mới. Cái này là cái phiên bản giày cao cổ nhá, mẫu mới. Đây. Mọi thông tin về shop thì các bác vui lòng liên hệ với này. Năm đầu số điện thoại này. Các bác alo trực tiếp cho nhanh nhá. Nha. Rồi. Thì đây là chi tiết cái bộ giày quay gần. Nha. Đây là cái giày ngụy trang phiên bản mới, mẫu là mẫu cao cổ nhá. Mẫu giày cao cổ. Màu thực tế là như thế này. Màu này gọi là màu rèn di đốm xanh nhá, rèn di đốm xanh. Đây. Về size thì sẽ có 3 size cho các bác nhá. Size lớn nhất là size 43 này, size 43 này. Size 41 này, size 41 nhá. Xong tới size 39 này, size 39. Size 38 này, size 38. Đấy. Các bác nói chung là các bác đang đi giày size số bao nhiêu thì các bác cứ nói cho shop thì shop sẽ cân đối và lấy cho các bác cái size nó phù hợp. Thế còn cái size ở bên giày này ấy, thì nó sẽ không có đóng là 40 41 đâu. Nó đóng là 255. 265. 240. Đấy. Ví dụ như cái này là 245 này, 245. Thế đây quay gần lại cho các bác xem được chi tiết về cái đôi giày này nhá. Chất liệu vải rất là dày nhá. Màu là màu xanh rèn di đốm, kiểu phong cách như này nhá, mẫu mới. Cao cổ nha các bác nhá, cao cổ. Đế là đế cao su dẻo các bác nhá. Cái này là đế cao su dẻo, không phải đế nhựa cứng đâu. Nó có một cái hàng loại 2 là đế nhựa cứng thì shop không nhập, shop hàng này là nhập hàng loại 1 này. Thương hiệu đóng chìm này nhá. Đế là đế cao su dẻo. Ta đồng rất là tốt, ta đồng rất là cao nhá. Cái này thì phù hợp cho anh em đi rừng ma sát rất là tốt nhá. Thế còn dùng cho các bác chơi thể thao cũng ok luôn. Và bây giờ là chuẩn bị đang ở trong mùa vào mùa đông thì cái mẫu giày cao cổ này rất là hợp nhá. Đi rừng thì đi rừng thì bảo vệ cổ của các bác càng tốt hơn nhá. Cơ bản là có 4 5 size. Các bác đi size nào thì các bác cho shop biết là các bác đang đi giày size bao nhiêu. Shop sẽ lấy cho các bác cái số hợp lý nhá. Hàng thì có rất là nhiều. Đủ các kích cỡ mấy trăm đôi luôn. Các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá. Các bác lưu ý này, liên hệ trực tiếp với mấy đầu số điện thoại này nhá, để được cái giá tốt nhất. Thế còn về giá của đôi giày này nhá, thì đôi giày này là đôi giày phiên bản mới, màu mới, đế là đế cao su dẻo nhá. Giá tiền nó là 180.000 một đôi nhá các bác nhá. 180.000 một đôi đã bao gồm ở tiền phí rồi. Thế còn cái giày phiên bản cũ mà trước shop còn giới thiệu ấy thì giá nó là 170 nhá. Cái mẫu này phiên bản mới giá 180 các bác nhá. Rồi, mọi thông tin các bác cứ alo trực tiếp nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em. Chào các bác, hẹn gặp lại trong những video sau nhá.